Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc HTC One M9 chính hãng. Giá ở cửa hàng mang nguyên là 16.990.000 đồng. Hiện tại chỉ mới có một màu duy nhất là màu bạc kim loại phiên bản Dual Tone, cái viền nó màu vàng. Chúng ta bây giờ mua thì vẫn được những cái ưu đãi giống như là những người đã đặt mua trước đây, ví dụ như là được tặng cái bao Dot View, được tặng pin sạc dự phòng và rất là nhiều những cái ưu đãi khác, thì trong bài mình sẽ ghi chi tiết hơn. Ở mặt lưng của chiếc hộp thì các bạn thấy là HTC có ghi rất là nhiều những cái cấu hình, và cái mặt trước nó có những cái chấm bi TT giống như là cái bao Dot View của HTC One. Rồi bên trong hộp thì chúng ta có một chiếc máy với cách sắp xếp tương tự như là những cái máy trước đây, và chúng ta có tai nghe, cục sạc, cáp sạc, có cây lấy sim và rất là nhiều sách hướng dẫn sử dụng và một cái tờ phiếu bảo hành bằng tiếng Việt của Smartcom. Rồi chiếc HTC One M9 này, cái ngoại hình của nó tương tự như là những cái chiếc M8 và thậm chí là M7 trước đây. Ở mặt lưng thì chúng ta có một cái lớp vỏ bằng nhôm nguyên khối màu bạc kim loại. Tuy nhiên cái phần viền này các bạn thấy là nó có màu vàng đồng và sâm banh, thì đây là cái kiểu mà HTC gọi là HTC Dual Tone. Thì cái mặt lưng này nó có dạng phay xước, còn cái phần viền thì nó được hoàn thiện theo cái kiểu là bóng kim loại chứ nó không có xước li ti như là cái mặt lưng nữa, cho nên là nhìn vào chúng ta sẽ thấy là cái viền nó nổi bật hơn rất là nhiều. Rồi chiếc máy này có màn hình 5 inch, độ phân giải là Full HD, trong khi đa số những cái máy đầu bảng khác thì đã dần chuyển sang cái độ phân giải là 2K hết rồi. Nhưng mà thật sự thì cái sự khác biệt giữa hai cái mức độ phân giải này là rất là khó để mà nhận ra được. Rồi mình xin nhắc lại cái giá chính hãng là 16.990.000 đồng và có những cái ưu đãi tương tự như là những cái người đặt mua trước đây. Xin cảm ơn các bạn.